Theo thông tin ban đầu, khoảng gần trưa ngày 10 tháng 12, xe ô tô mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường nội bộ của khu dân cư trong khu công nghiệp Mỹ Phước 4. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường D6 và đường N13, ô tô bất ngờ mất lái, tông vào hai xe máy. Cú tông mạnh, hất văng hai xe máy lên lề đường. Riêng ô tô tiếp tục leo lên vỉa hè rồi lao vào khu đất trống mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 3 người, trong đó có một trẻ em bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa tới bệnh viện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.